Ở phần giải nghĩa, cô và Tuliha sẽ giúp các con giải nghĩa từ và mở rộng thêm nghĩa của từ tổ quốc. Chúng ta sẽ cùng xem từ tổ quốc được giải nghĩa như thế nào. Tổ quốc chính là đất nước đã được bao đời trước xây dựng và để lại trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó. Nghĩa là như vậy, nhưng thực ra ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn thông qua những từ đồng nghĩa với từ tổ quốc. Đồng nghĩa với từ tổ quốc, cô và Toliha giới thiệu với các con từ Sơn Hà. Sơn Hà là một từ cổ, đây là từ Hán Việt, trong đó Sơn có nghĩa là núi, Hà có nghĩa là sông. Vậy ghép lại, ta có để chỉ nơi mà các con sinh ra và lớn lên để chỉ về đất nước của mình. Vậy từ đầu tiên đồng nghĩa với từ tổ quốc, cô giới thiệu với các con từ Sơn Hà. Bên cạnh đó, ta có những từ cũng mang nét nghĩa như vậy. Ví dụ như từ Giang Sơn, trong đó Giang là sông, Sơn là núi. Ta cũng còn có từ tương tự, đôi khi người ta gọi là Giang San nữa con nhé. Từ xã Tắc cũng là từ để chỉ tổ quốc, chỉ đất nước của mình. Đây là từ cổ nên ít khi con sử dụng, nhưng con cũng cần phải hiểu để biết thêm. Đây là những từ cổ nên ít khi con sử dụng trong văn nói và văn viết của mình.